Sáng sớm Linh đã ra khỏi nhà, không biết cô nàng còn buồn chuyện tối hôm qua không. Trong khi đó, Thạch và Na vui vẻ cùng nhau đi làm. Sau màn tỏ tình tối qua, tình cảm của cả hai đã tiến triển khá tốt. Và hôm nay, Tường Vi đã trổ tài nấu nướng khi một mình nấu bữa sáng cho các thành viên còn lại ở nhà. Thăm trên chỉ biết cái phòng đó thôi. Anh còn vô không quét thẳng lâu cái rồi anh cảm thấy như là em về bạn đọc cũng tẩm ra từ quả thị nha. Vậy hả? Em có thể là em đi xong rồi sau em sẽ ra cô tẩm tất cả trong phòng anh. Anh không dọn nha. Không dọn nha. Sau buổi ăn sáng, hai cô gái tranh thủ đi làm. Lúc này chỉ còn một mình anh chàng Bá Thông ở nhà dọn dẹp nhà cửa và phòng của Vi với Thương. Nhà không bao nhiêu đứa giết với bà Tha để hết trơn mày mới phát hiện nè. Tờ giấy hồi nãy dán trên cửa thôi rồi. À, mở cửa mà em thấy cái tờ giấy đó hả? Là của anh Thông viết lại đúng không? Thì em cũng cảm thấy bình thường. Rồi em định nhắn tin cảm ơn anh Thông. Rồi tờ giấy đó giờ đâu rồi? Em dục rồi. Dục rồi hả? Dạ. Dục đâu rồi? Dục vô sọt rác rồi. Ồ, cảm ơn em. Trưa hôm đó, Bá Thông có một cuộc hẹn bất ngờ với Hello Linh. Em. Vô đây, anh chàng có tâm sự gì bí mật chắn. Mọi người ăn rồi, cuối cùng mái mình ngồi ở mái nhà đúng nhà mình luôn. Vậy đỡ cái được, đỡ được cái đỡ. Ê, hôm nào coi bói cho em đi. Cái gì nhờ? À, không phải coi bói mà cái đó gọi là coi chỉ tay. Coi bói thì nghe nó ghê quá à, coi chỉ tay. Từ đi, về bữa nữa. Để bữa nay thầy vui thầy sẽ coi cho. Sao nghe đồn là hình như phải coi sau 12 giờ đêm hả? Hôm nay thầy rất là buồn nên không có coi được. Nên hẹn nữ ra đây để nói chuyện với thầy. tối nay coi cho em đi. Em đang bất an quá. Bất an hả? Ờ. Vậy bất an gì nhỉ? Nói chung là nhiều thứ. Vậy công việc hay gì? Cả công việc luôn. Cả công việc gì tình cảm luôn hả? Ờ. Trả lời tin nhắn cái nha. Chờ mình xíu okay. Trả lời tin nhắn của Vi đi. Anh này bảo là nãy em gọi điện cho Vi mà em quên mất tiêu luôn. Tí gọi. Vi đang nói chuyện với anh về vấn đề gì đấy. Đã biết. Tự nhiên ba hồi này ba hồi nọ anh cũng không biết như thế nào.
Đây có những tin nhắn Vi mới nhắn tin anh đây nè. Trong nhà chung em không thích ai cả. Tìm hiểu cũng vô ích vì không phải là mỗi người của mình rồi. Thôi chúng ta cứ cố gắng về chương trình và thật là tự nhiên với nhau nhé. Em muốn nói thật với anh vì em không muốn làm anh tổn thương. Sao anh lại nói như vậy nhỉ? Đại khái là vậy. Em biết Vi nghĩ gì vậy anh? Nói thật nhé. Vi nói là lúc đầu ấy Vi ấn tượng nhất trong nhà chung là anh. Rồi, về anh trai á. Mấy cái suy nghĩ, mấy cái nghe mệt khúc sau nè. Ừ. Cần khúc sau. Nhưng mà ấn tượng khá tốt. Đó là thế. Nhưng mà hình như là em không biết là Vi thấy cái gì hay là sao, hiểu không? Thì nói về là bây giờ Vi không nghĩ thế nữa. Thì không biết là hai người hiểu nhầm cái gì hay là anh có nói cái gì hay là cái gì đã xảy ra thì em không hiểu. Có thể là cái tự find out, tự cảm thấy anh là một người như thế nào và tự... Hay là anh không có tấn công kịp thời hay là như nào? Không biết. Em thấy hôm qua Vi hơi chạnh lòng nha. Nhưng mà cái gì thì cũng phải có từ từ giai đoạn của nó. Ừ, chứ đâu phải là đùng đùng thì... với lại... Thế là tính Vi cũng đâu phải là người ào ào vậy đâu, hiểu không? Thì mình nghĩ khác, chuyện nó từ từ. Ừ. Tại vì Vi mới tin anh thích mẫu người gì gai góc hơn. Hiểu gai góc là cái gì? Ý là mạnh mẽ hơn á. Mạnh mẽ hơn không thì phải gặp chuyện mới biết chứ làm sao mà... Nhiều khi trong nhà anh giỡn thì chứ làm sao biết. Nhưng mà em hiểu sao anh... Không? Có cho em xíu. Nhưng mà em thấy Vi anh hợp mà. Anh không biết. Chắc chắn là có sẽ có nhiều thứ không hợp nhưng mình... Mà mình muốn hợp là nó hợp à. Còn em tham mưu hay làm gì cứ hỏi em. Tại em nói chuyện với Vi cũng nhiều. Anh không biết Vi đang nghĩ gì trong đầu em. Tại ba hồi này, ba hồi này kia. Ừ đúng ba rồi. Hồi, ba hồi rất là ok, ba hồi thái độ rất là lòi lõm. Chạy như xong một đêm thôi anh cũng chả biết chuyện gì xảy ra. Ừ, điểm sao ấy. Hôm bữa em thấy Vi hôm bữa vừa mới nói tốt xong. Xong hôm sau lại như vậy em chẳng hiểu làm sao nữa. Thì kể từ khi, từ cái bức thư đó nó bị như vậy đúng không? Phải. Không, bức thư đó, sau bức thư đó còn ok anh chứ. Lúc đó còn ngồi trước cửa Vi bảo Vi bảo là ok là hai người sẽ bắt đầu mọi thứ. Bây giờ xét mặt bằng trong nhà chung anh là hợp với em nhất. Nhưng mà anh biết em sợ điều gì không? Em sợ là khi mà tìm hiểu sâu vào con người anh á thì em không thể còn như cảm giác ban đầu nữa. Em sợ làm anh tổn thương. Cái người thất tình nó là người khổ lắm. Bởi vì em cũng đã trải qua cảm giác đó rồi. Thật. Em rất là quý trọng những gì mà mình đang có. Em rất là quý anh. Mình còn nhiều ngày trong nhà chung mà. Rõ ràng luôn. Bởi anh qua anh rất là... Anh. Ừ. Em lơ. Có hai điều em không thích ở anh là thích tiếng tỏ và hơi diễn. Hiện tại Vi đang hiểu rất sai về bản thân mình. Vi không sống thật quá với cảm xúc. Vi sống thật quá với cảm xúc. Và hiện tại đang bị nói là mình đang diễn. Một cái điều rất là... Em thấy anh có thích chứng tỏ đâu trời. Nên em nghĩ chắc hai người hiểu nhầm thì chắc là thấy cái gì rồi đó. Thì mới nói em với anh, em nói anh vậy. Chắc là Vi nghĩ hơi nhiều. Ở đầu chương trình á. Ừ. Thì anh đưa vô anh chơi, anh cảm giác anh muốn nghĩ cho mọi người nhiều hơn, anh muốn mọi người đều vui. Thế bảo là anh như là anh cả trong nhà mà. Nhưng mà tới giai đoạn này rồi thì anh không còn thể nào lo được cho mình, lo được cái vấn đề gọi là bao động như vậy được nữa. Giờ nợ công việc anh đang bị dí nữa, dí sát nít luôn á. Vậy chắc thức khuya làm gì? Ừ. Dí sát nít luôn, đúng ra là tối qua là phải ra mà về chưa xong nữa, giờ xíu về anh làm liền, rồi biết tới đâu. Em thấy anh vô cùng bình thường luôn đấy. Em bảo là chắc là tại vì anh lo suy nghĩ hơi bị tiêu cực. Mà anh cũng đã từng thời gian như vậy. Anh hiểu âm thốc đó. Thế là nghĩ cái gì cũng xấu, cũng tệ đúng không? Biết quá nhiều, thấy quá nhiều mà thấy thằng tiêu cực không mà. Sao bắt đầu quy chụp là nó giống như vậy đúng không? Giờ là không biết làm gì luôn á. Anh phải làm gì. Nói những câu vậy, giờ chỉ còn thật sự là... Chắc là phải nhờ bọn em thôi chứ còn anh thì bỏ tay. Anh muốn là em, tại vì hiện tại em nói vô cho anh không? Hiện tại bây giờ anh á, trong trường thế là anh càng làm càng sai. Nói người diễn thì là Vi là chính thích mới là người diễn. Vi diễn với ai? Thì đó kiểu gì không thích nói chuyện với ai, vẫn phải có nói chuyện á. Tại vì ở nhà chung á,
Thực ra là nếu mà nói về diễn là phải là như vậy mới là diễn á. Nhập anh chứ anh không thích nói chuyện với ai thì em sẽ không nói chuyện. Em thấy gì Vi thật lắm anh. Bé không có diễn đâu, nó thật lắm. Tại vì Vi đã từng nói với anh là cố gắng là bớt tiếp xúc lại mọi người và nói kiểu nói chuyện cái cỡ nói chuyện cực vụ vậy thôi. Chuyện là cho có đúng không? Đuổi bây giờ ai đang đi đuổi em vậy? Mắc Khôi. Mắc Khôi hả? Nó Mắc Khôi im re. Gặp em là kiên trì đó chứ. Em cũng chờ đó hả? Ông không sao sao em không hiểu nha. Ông ấy ông rất là nhiệt tình. Ở bên ngoài thì tại vì tất nhiên nó phải là ai cũng phải bye tới như anh. Cái vụ mà chị thương thì khá bực ông Khôi. Thương khá bực ông Khôi. Em á. À cái chuyện đó. Ừ, tại vì em nghĩ là em không biết sao đàn ông tổn thương kệ đàn ông nha. Nhưng phụ nữ tổn thương thấy sao sao quá, tại vì em là phụ nữ thì em nghĩ vậy biết. Thế chị khóc có thấy gì sao em không thích cái đó tí nào đó. Con trai cũng là con người thôi, cũng có cảm xúc riêng, có thể mạnh mẽ ở ngoài. Nhưng chắc chắn trong nội tâm người ta thì người ta cũng phải có một cái gì đó, một cái khoảng lặng lặng. Nhưng phải có. Chủ anh Vi là anh muốn tính sao? Nè, anh có nhắn tin là tối nay anh với em phải đi đâu đó được không? Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với em vì anh thấy hình như em đang có gì đó với anh chắc chắn là như vậy. Nếu anh sai thì hãy để anh xin lỗi hoặc cho anh, hoặc để anh giải thích vì sao như vậy. Rồi anh nói là anh muốn chăm sóc cho em từng chút một vì chắc gì sau chương trình mà mở mắt dễ còn nhìn thấy nhau được. Mở thích ghê vậy? Thì mở mắt ghê tình. Ok rồi. Hiểu không? Đúng không? Để mọi người ở nhà mà đúng không? Còn rồi. Cái chuyện mà ở nhà chung thì nó có những cái hay của nó. Nhưng lại em gạt bỏ qua và cho là thứ lẻ tẻ. Nhấn mạnh câu hồi sáng có nhấn mạnh câu vậy. Em thấy nếu mà qua tin nhắn á, Vi hơi cứng nhắc là Vi cảm giác như là 8 cái người này là phải tự chọn ra nhau, tự chọn cặp cho mình. Thế em nghĩ đơn giản như vậy nè. Sao bên ngoài đời ấy, bình thường ấy, là như kiểu người này chọn người này hay là không chọn thì người ta vẫn chơi với nhau bình thường mà. Đâu nhất là phải loại người này ra hay là sao đâu. Đúng không? Đâu phải là mình phải chọn. Nếu mà có thể làm bạn cũng được. Không nhất là phải đè nặng là phải tìm một người yêu theo đúng chuẩn mực của mình. Chung anh cũng tâm lý vô đây cũng đang nghĩ là chắc đi về. Em không nghĩ nhiều lắm đâu. Em để tùy duyên đó. Cái tự nhiên gọi là cái có duyên. Có duyên gặp, có duyên này nọ thì nó là Vi khá đè nặng. Không là bạn. Tự nhiên hồi nãy thì Vi đã bảo là đổ thừa cho chương trình. Vui gì? Đó. Chương trình muốn ghép em với anh. Ủa kể chuyện của chương trình, kể cho chương trình chứ anh đâu có quan tâm đâu. Nghĩa là chẳng khác gì nói câu đó là đấy. Anh cũng làm theo chương trình. Hiểu, em hiểu. Chương trình không có do tiền đâu. Nhà cũng sướng hả? Thôi vậy đi. Mấy giờ rồi? Đây là em về, 12 rưỡi rồi. Chiều à? 4 rưỡi 5 giờ. Chết là 6 giờ. Em nghĩ là anh có nên là có Vi là không có anh đâu. Chị vậy? Không nên đúng không? Bình thường đi, anh đừng khi một người đã căng thẳng thì căng thẳng anh định thường là bảo anh diễn nữa. Vậy anh tránh mặt luôn á. Anh trong phòng làm gì cũng được mà. Anh giấu nó luôn, chui ra trong đó luôn, không đi ra ngoài luôn. Thì nằm mọi người thấy ok khi ra. Chị gì trời? Mọi ok, nhưng mà anh định thường. Mọi người ok, vì không ok sao? Thì anh được anh quẩy ra đấy luôn hả? Mà nhiều khi anh ở trong nhà phòng cũng nói anh diễn. Chắc là gì đó, chị kiểu đang diễn để mọi người quan tâm đến anh. Anh thông luôn rồi, đúng rồi. Anh thông ơi. Kiểu vậy để đó là anh đừng làm như vậy để mọi người rồi tỏ vẻ là tội nghiệp và quan tâm cái gì. Anh nói rồi, giờ anh thở anh cũng sai. Thôi để em thử làm cái gì đó coi như nào. Nhưng mà hôm nay nói chuyện này cũng hiểu hơn được xíu. Tại vì em thấy em anh nói chuyện ít với nhau nhở. Tuy vậy nói chuyện ít với em nhưng mà anh cũng hiểu á. Hiểu em á? Em thì đó mà. Thì những gì em nói là anh hiểu. Biết đúng như cái cảm giác anh nghĩ thôi chứ không có lệch. Không có lệch pha. Có kiểu mà chị biết bị bất ngờ. Nếu mà nhắm mình cảm thấy vậy rồi sẽ như vậy. Em người biết suy nghĩ mà. Hôm qua anh có vô phòng nói mà. Nói gì? Em người biết suy nghĩ. Thôi nói chung là vấn đề đầu tiên là anh về làm việc nè. Thứ hai là mọi người sẽ về nhà tối nay. Em có là em muốn xóa toàn cái không khí kinh dị này. Ok. Ok, rồi vậy đi. Thì em với Thông cũng có nhắn tin. Thông nói là Thông có tình cảm với em nhưng mà em thấy Thông không có hợp với em. Tại vì em mong muốn một người bạn trai của em khác Thông. Nên thành ra là em nói
nói Thông là chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Mầm tao nói hơi nhiều. Em khử nó rồi á. Mấy cái ngọt chưa? Nem ngọt chưa? Hello chị. Cà mua đi chị dễ thương. Em đúng rồi. Đàng hoàng ngồi chỗ kỳ á. Chà chú ạ. Ngồi xuống đàng hoàng. Nhìn thì hay cực kỳ. Anh có cần hai người mặc áo bông giống nhau không? À còn cái em anh thật là anh hay trái áo bông đó. Trái. Trái. Hay là trái thì bông. Ngày mai qua nhà anh Thạch nha, ngày mai à, cái này mình bơi. Ở bên đó em sẽ chụp hình cho. Ờ, à, để ngày mai Thạch, mấy giờ Thạch đi về nhà? Không á, đi về mọi người luôn á. Thôi để em đi thay đồ đây. Ờ, lên thay đồ đi. Ngon quá à. Ngon đúng không? Thôi ăn hết thì đứng trên Phong ăn, anh Phong thích ăn với lắm. Còn đúng chén á. Trong đó còn đúng hết luôn đi. Quá. Cái giỡn nha, ăn được bình thường. Nhìn anh Phong cũng giống cái hình mặt này phải không? Đi vô. Hay gớm. Lòng lố quá ba. Trong phòng á chị. Anh có cầm theo đồ của em á, anh giặt rồi. Mọi người ăn đi rồi. Ăn xong em nấu, em đút thử cho ăn mà em mới ăn nấu á. Ăn rồi đi. Để anh rửa cho. Không cần. Anh có lấy nước cho em nè. Không cần. Anh có cần, em có cần anh đấm vai cho em không? Không. Em không cần anh đúng không? Không, đi đi. Đó thấy chưa? Em, anh nói em không cần anh đúng không? Rồi em nói không rồi cần rồi. Trời ơi. Em kêu không mà. Thì đúng rồi, nhưng mà anh gài em câu đó. Đáng lẽ em phải nói có. Nói có là cái gì? Hoặc là em phải nói đúng. Em cần anh đi mua đồ. Lấy giùm em con dao nhỏ xíu đi. Trời ơi, em bắt anh đi mua đồ trong cái siêu thị siêu xa vậy thiệt luôn. Em đang nghĩ anh đó. Để anh lấy ngồi đấy. Lỡ có thì sao? Đây nè. Nhiều này đủ không? Vậy sao anh không đi ra mua thêm một phần nữa để xin ngò của nó? Lấy hồn luôn á. Cho á, à, bây giờ em có việc cho anh đi nè. Lấy hồn. Anh đi ra ngoài, anh lấy xe đạp điện, em đi ra ngoài anh mua giùm em ít hành. Cái này phải có hành, hành với rau ngò. Em nghĩ ngoài đây, gần ngoài đây có chợ. Làm gì cho con? Tại vì em biết không, hôm bữa anh nếu đã... mà không có là dở lắm luôn á. Ê dạ. Có chữa cháy được bằng cái gì không? Không có chữa cháy được, bị trong tủ hết rồi. Có hành nè. Hết rồi. Đây nè. Hết rồi, còn có nhiêu đó à. Nhưng mà phải có rau mới ngon. Vậy giờ sao? Thôi, anh thấy cái này cũng tạm rồi đó. Năn nỉ á. Không có chỗ nào mở cửa hết. Siêu thị à? Siêu thị gần đây không có hả? Không thề. Không phải là lười. Mà là thiệt là không có, đi tốn công rồi chứ không có gì hết. Đây đủ nữa. Ngon không? Tí mà ăn. Ủa hộp giấy rồi nó mất tiêu chờ hôm qua. Bữa mới hộp bột đầy mà ta. Nhà này xài hao lắm em. Nhất là con trai á, buổi tối thì còn hơi giấy. Khóc hả? Ừ khóc á. Ủa bây mua gà về không ăn mà sao đi ăn nấu canh ăn vậy? Mỗi người ăn có một chén à. Tại vì em đang thèm ăn nữa nên em nấu. Em mà thèm cái gì em phải ăn cho đã cái họng của em. Tây giờ. Thịt được chưa anh? Đi. Đi đâu? Đi lên trên này nói chuyện. Gì trời. Anh đi chơi chút nha. Ừ. Đi trong nhà thôi à. Chuyện gì? Chuyện nghiêm trọng. Nói đi. Tới hôm qua không khí nặng nề quá ha. Ừ. Em không biết là sao nhưng mà thấy Na cũng bị đơ luôn. Mọi người thì như tượng. Không hiểu luôn. Em đâu hiểu đâu. Thế bình thường mà, em thì bình thường, em không bị sao hết á. Nhưng mà mấy ngày nay anh đi... Anh Na gì á. Anh đi với Na hơi nhiều á, em buồn đúng không? Không, không. Không à. Chị ba, ba không ba. Ai biết. Ai kể buồn nữa. Tại vì anh thấy không khí lạ, em hiểu không? Không khí lạ chứ đâu liên quan đến em đâu trời. Thì bởi vì anh mới hỏi. Bên này tại em vì em dậy sớm, em dậy lúc 6 giờ mà. Xong rồi em đi, xong rồi đến như một ngày đi học, xong rồi đến chiều lại về, em mệt thôi. Chị buồn trời. Tại vì dẫu sao thì cũng phải hỏi cái cảm xúc của em chứ. Mình ở trong nhà này mình xác định được là cái chuyện mình đang làm đúng không? Ừ. Thì tại vì anh suy nghĩ là mình không có nên nhây, em hiểu không? Phải xác định rõ ràng.
Nhây mới là mất dạy. Nhìn là ra mới biết là ra sao không hiểu. Thì giống như tự nhiên cái đi hôm nay đi với đây, mai đi với kia rồi. Rồi. Ừ thì em có nói gì đâu. Không thì ít ra anh cũng phải nói cho em hiểu. Tại vì anh cũng đâu có biết. Phải chia sẻ thì mới biết được. Tại anh hy vọng mọi người đều vui mà. Đâu có ai muốn ai buồn đâu. Nhưng anh biết cái đấy nha. Em bình thường. Anh đừng có nghĩ quá nhiều. Anh không muốn nghĩ nhiều cho nên là anh mới vậy được rồi. Nhưng mà anh sẽ cất cái thư đó của em. Khẳng định luôn. Em biết cho có đó, anh đừng có cất làm gì. Trời em không biết gì đâu. Em biết là chuyện của em mà anh cất là chuyện trời của ơi. Anh. Trời ơi. Anh là phải đọc thật kỹ nha. Không có sai lại. Tại vì anh đọc sai thành ra là anh mới kiểu như anh cảm thấy trời ơi chết rồi, mình đã từ chối một cô gái. Đâu có. Anh thử đọc kỹ đi. Đâu đọc kỹ từng lời từng chữ em viết. Đâu có đâu. Hiểu chưa? Đừng ảo tưởng sức mạnh. Không có sức mạnh đâu mà. Đó đọc kỹ đi. Anh không có gì hết. Cái chuyện không có gì hết. Điên à? Làm sao? Thì anh đâu có sức mạnh đâu, có nghĩa là trai đẹp đúng không? Mà cô gái theo còn thằng này đang chịu mụn này khổ lắm. Nhưng mai mốt đừng có giữ thư kêu mai hồn trước ta vầy. Họ khủng lắm má ơi. Khai bị điên tát. Nhưng mà khoe con cũng được, nhưng mà khoe con. Điên à? Nó đọc cái bảo này thì thấy nó nói là hợp chứ có nói là yêu đâu mà sao bảo tưởng vậy chẳng hạn vậy. Dám đâu, con cái nó đâu biết nói nhiều như vậy đâu, nó chỉ nói trời ba giỏi quá rồi. Ba tao ngày xưa đẹp trai lắm đó mày, đẹp trai lắm đó mày. Đó, nó sẽ chém gió vậy, em hiểu không? Được. Vậy anh cũng thoải mái nhiều. Thật ra hôm qua anh suy nghĩ cũng nhiều á. Anh nghĩ gì? Thì anh chỉ nghĩ anh chả muốn làm cho ai buồn hết á. Nhưng mà nếu mà mình có muốn làm gì phải làm nhanh gọn lẹ. Tại vì để lâu á thì giống như vết thương mà không được trị á, đau lắm. Thương gì vậy ba? Anh ví dụ á, anh đang ví dụ. Nói chung là không có dễ làm em buồn đâu. Em chỉ buồn một lần trong đời. Tức là thực sự là buồn về chuyện tình cảm á. Cái phải là hôm đó em chia sẻ không? Đó là em mà nó là để chia sẻ mà là đó là điều duy nhất mà em hối hận trong chuyện tình cảm. Anh hiểu rồi. Tất cả không còn cảm xúc để buồn. Nhiều khi có những cái mình chỉ nên buồn một lần thôi. Nghe cứ như em trải qua hàng trăm ngàn đời. Em đúc kết rồi được một cái kết luận. Em ghê lắm. Em sống mấy trăm năm rồi đó. Nhưng mà anh cứ bình thường, em không có gì hết á. Thì không khí ở trong nhà phải vui lên nha. Tại vì ngày mai là anh mời mọi người qua nhà anh chơi. Bơi. Mấy giờ bơi? Em đi học, bơi sao bơi được? Chiều. Tối. Tối đi bơi á? 4-5 giờ. Chỗ nhà em mà qua nhà anh là tầm 7 phút ấy. Tính nhà. Đường xe hơi. Ủa nhưng mà anh nói mọi người chưa? Nói rồi, mọi người cũng đang chuẩn bị. Cột khô về chưa ta? Chưa, thôi đi. Ok. Có vậy thôi hả? Các bạn mà nghiêm túc làm quá ghê á, làm thử. Anh là thanh niên nghiêm túc. Tình cảm gì nghiêm trọng lắm. Tình cảm của mình với anh Thạch hiện tại đang là tình cảm ở mức bạn bè. Không tiến triển hơn mà cũng không tệ đi. Tại vì tụi mình đã có những cái mâu thuẫn nhỏ và đã giải quyết được rồi. Bây giờ mình chỉ là những người bạn với nhau thôi. Có hết khăn giấy nữa rồi. 8 người mà cái như mấy ông khóc hay gì tới mấy ông xài khăn giấy chứ à. Đi đâu mấy đi đâu vậy? Nó tự nhiên đi lầu xuống. Mấy đi đâu mà tự nhiên em có chuyện muốn nói với anh? Sao hôm qua có chuyện muốn nói với em hết tại? Có má Thạch. Nói nãy giờ cho nên là anh cũng đang hẳn sáng lên đây. Anh ức ít được phải nói lắm, anh hiểu không? Em có chuyện vô cùng quan trọng của anh. Anh toàn hành động không mà anh đâu có nói. Cái gì mình nói vậy? Mà anh nghĩ là anh nghe xong anh còn ăn được hay không hay là anh không ăn được? Nếu mà có gì nó rất là quan trọng, rất là nghiêm trọng. Cứ cho anh ăn cái thì cần. Nhưng mà em nghĩ là anh rất là vui. Vậy. Đi liền. Hay là em sạc ở trong phòng anh không nha. Sao đây sợ dẫm đạp. Vậy chắc thiếu đồ ăn đó Thạch ơi. Anh đi đâu vậy? Anh đi mua một cụm với mua thêm đồ ăn cho. Cho em đi với. Đi với đó, hả? Có người đi rồi kìa. Mà cái bếp này mở không lên. Bếp bên trái mở không lên đâu. Tường Linh gửi thư cho Bá Thông. Có chuyện gì mà Tường Linh và Bá Thông có vẻ bí mật vậy? Đây. Ây da, nước nóng rồi. Nước lúc nào cũng nóng, em có buồn. Đi anh em đi cùng với. Đi lẹ đi. Em đang bị Vi với bạn kia bỏ rơi, hai bạn đang thay đồ. Được. Hiện tại cảm giác của mình bây giờ là chỉ là cảm tình. Có thích cũng được. Chứ không phải là yêu hay là gì. Hồi trước mình chỉ dành cho hai chàng trai là anh Thạch với anh Khôi thôi. Còn bây giờ mình dành thêm cho anh Thông nữa.
như anh chàng có vẻ căng thẳng sau khi đọc lá thư Linh đưa cho mình.